Ông Bẫy Chim bên em xin chào toàn thể các bác nha. Trước tiên khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì em xin giới thiệu qua trước cho các bác về cách thức mua hàng bên em để các bác nắm rõ nhé. Như là các bác muốn mua hàng, đặt hàng bên em thì có thể gọi điện trực tiếp vào cái phần số điện thoại em để ở phần tiêu đề, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại và phần bình luận. Thì bên em sẽ trực tiếp có nhân viên gọi điện và tư vấn sản phẩm cho các bác nhé. Thì sau đây em xin giới thiệu luôn về cái mẫu mã sản phẩm hôm nay em định giới thiệu cho các bác. Đó là cái mẫu mẹt là bẫy chòe, gọi là mẹt bẫy chòe thôi nha các bác. Nhưng mà cái mẫu mẹt này là cái mẫu mẹt đa năng. Mình có thể bẫy chòe, trào mào, khuyên cũng có thể bẫy được nha các bác. Nhưng mà về cái bẫy khuyên thì bên em có một cái loại lụp khuyên nữa. Thì em xin để video sau em giới thiệu cho các bác. Cái bẫy này nếu mà bẫy khuyên thì cũng có thể sập được nhưng mà nó hơi khó nha các bác. Thì sau đây em xin giới thiệu sơ qua về loại sản phẩm này. Cái loại mẹt bẫy chòe này thì được làm full bằng inox hết nhá. Bên ngoài tất cả full inox. Thì trừ mỗi 4 lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực cho nha các bác. Các bác mua hàng về có thể đánh vài làm vài mùa không bao giờ hỏng nhá. Mà cái này, mà cái loại lò xo thép chịu lực này không bao giờ bị giãn, bị cọ, bị giãn vào nha các bác. Đánh hàng vẫn rất là chuẩn. Bên ngoài thì làm bằng full inox và bên em đã phủ một lớp sơn màu xanh đen cho các bác rồi để tăng cái tính ngụy trang cao cho các bác nhá. Ở cái phần lưới này, lưới đan nha các bác, lưới dù đan nhá, rất là chắc chắn. Con mồi khi con chim bị sập nhá, cái lưới này trừ khi các bác lấy tay các bác giật thì nó mới đứt thôi. Còn các bác mà để con chim mà nó tự dẫy thì không là đứt được nhá. Em đảm bảo các bác luôn, các bác mà đánh chim nếu mà đứt tại do chim, bên em bảo hành cho các bác luôn. Dạ vâng. Cái phần cầu tử này thì bên em được làm bằng gỗ song nhá các bác. Được làm bằng gỗ song rất chi là nhìn rất chi là ấy. Nhìn vừa đẹp mà rất chi là tăng cái tính ngụy trang cho các bác rồi nhá. Em cũng xin test thử cái sản phẩm này cho các bác nhìn thấy. Đây em xin test thử sản phẩm cho các bác nhé. Để tăng, xem các bác xem cái độ nhạy của nó khi chim đến nhé. Và nhiều khi các bác mua hàng ấy, các bác hỏi em là sao lại nhìn thấy con chim mà nó nhảy vào cái phần cầu tử này mà nó không sập, thì em xin bảo các bác là đây á, ở cái phần móc lưỡi này nhá, như các bác nhìn thấy các bác đánh đều chắc đều biết hết rồi, thì em cũng xin nói qua thôi. Ở cái phần móc lưỡi này nhá, khi các bác mở được cái phần cầu tử cho móc lưỡi rồi thì các bác để các bác cho cái phần lưỡi này cho thấp nhất có thể cho em nhé. Nhiều khi các bác mới chơi, các bác cho, các bác sợ nó sập thì các bác để nó cao lên tận trên này thì rất chi là khó sập nha các bác. Con chim nó phải nhảy đi nhảy lại nhiều lần thì bắt đầu nó đến một mức khóa thì bắt đầu nó mới sập. Thì các bác để làm sao cho em là ở cái mức là vừa phải thôi, nhớm thôi nhá. Thì con chim nó chỉ cần đậu vào một phát thôi là cái phần cầu tử này nó sẽ ăn ngay. Nha các bác lưu ý cái phần đấy giúp em. Nhiều khi các bác mua hàng về em vẫn thấy có một vài bác gọi điện lại bảo bên em là sao rõ ràng tôi nhìn thấy chim nhảy vào cái phần cầu tử rồi sao mãi không sập chú ạ. Thì cái phần đấy em cũng khó. Cái phần đấy các bác thì các bác phải tự tư duy lên. Thế em xin nói qua như thế thôi nhé. Ở cái phần cầu tử này các bác có thể đánh không cũng được, mà các bác có thể đánh, em khuyên các bác là lên đánh thêm mồi. Nhưng mà đánh chòe trào mào thì các bác lên cho những con mồi ở đây. Như là đánh trào mào thì các bác cho những quả xoan trà, xoan đào, hoặc là các loại hoa quả như là đu đủ. Đây, ở phần đây người ta có thiết kế. Ở đây thiết kế cho các bác một phần chỗ ngã tư ở cầu tử đây. Thì các bác có thể buộc các loại đồ hoa quả, các loại mồi của chòe như là buộc châu chấu, cào cào vào đấy để đánh cho tăng thêm phần hiệu quả nha các bác. Thì sau đây em xin được test thử cái phần cầu tử này xem cái độ nhạy của nó nha các bác. Thì em xin test thử bằng tay thôi nha các bác. Đây, khi con chim nó nhảy vào đây nhá, thì mình đánh mồi ở đây thì con chim nó sẽ nhảy vào đây. Nó nhảy vào đây thì cái phần cầu tử nó sẽ sập xuống nhá. Mà khi ở cái phần thiết kế phần bên ngoài viền của cầu tử này nhá các bác, thì nó có một cái móc chết ở đây. Như các bác nhìn thấy đây, nó quay rõ vào nhá.
Như các bác nhìn thấy ở đây nó có một cái móc chết đây. Các bác nhìn thấy cái móc này không? Cái móc này là khi con chim nó sọc vào rồi, nhiều con chim nó khỏe ấy, mà nó ở phần bên ngoài nó sẽ dẫy. Nhưng mà nó thiết kế thêm cái móc này nhá, thì các bác con chim dẫy vào không bờ ra được nhá. Nếu mà bình thường con chim dẫy là nó sẽ móc vào đây. Con chim dẫy thoải mái, kể chim to hơn nhá. Nhưng nhiều khi những con chim to ấy, nó vẫn có thể nhảy vào. Thì mình đánh trào vào chích chòe thì những con chim nhảy như chim chả hoặc con những con khiếu ấy, mà nó nhảy vào con chim to hơn ấy, thì nó không bao giờ có thể thoát ra được nha các bác. Vì nó có cái móc khóa ở đây rồi. Mình không bao giờ sợ con chim nó dẫy ra được. Chỉ sợ con chim to quá nó dẫy đứt lưới của mình thôi. Còn những mình đánh để đánh chuyên trào vào chích chòe thì không bao giờ có thể đứt được nha các bác. Đấy là phần giới thiệu sơ qua sản phẩm bên em. Mà các bác mà có thích sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm thì các bác cứ liên hệ về bên em nhé. Chào các bác, hẹn các bác gặp ở những video tiếp theo nhé. Video sau thì em sẽ giới thiệu các bác về cái mẫu lụp. Video này em chỉ làm đến đây thôi. Em chào các bác nhé.